không biết mở máy lạnh số mấy nữa. Con này gờ vô nè. Thấy ghê chưa? Đứa nào ở trong này là lạnh, lạnh cống luôn. Nhưng nếu tụi nó có lọt vô đây thì tụi nó sẽ nhảy qua bên này. Ở trong này lạnh dữ lắm nha. Qua bên này không có lạnh, tại vì tôi mở máy lạnh á, cho không khí nó đi qua bên này để làm công chuyện. Ở trong này để trống. Thấy dẫn không? Để cái quạt thổi qua. Ai ai ai, đi ra mày. Trời trời, lạnh quá, lạnh quá. Tắt máy. 20 độ. Hồi nãy chỉnh 19 mà.